và Nhi. Hưng quay vòng 2 nhá. Hưng quay vòng 2. Việt quay vòng 2, Việt quay vòng 2, đừng bám trên, Việt ơi đừng bám vào trên. Đừng bám trên quay luôn nhá. Thank you.
Việt cứ chậm bơi nhá, giữ sức nhá. Nhi quay vào năm, Nhi quay vào năm.
Tốt là 25 phút, hơn 25 phút. Cái bóng đấy nó đi nhiều và dọc, chân cao to nó khỏe. Đấy khỏe. Cao to 26 cân. Đấy, hiện tại có mỗi cái bóng đấy cái nhìn là thi thôi, còn chưa thế nào kiểu này thi. Chip cũng chưa thi được, chip nó có đi mấy đâu. À đúng ra nó cũng đi đấy, nhưng mà đi nhiều. Dũng 8 nha, Dũng 8 nha. Minh 8, Dũng 8. Việt 6. Đấy, Việt tuổi các bạn đấy. Ngân 12. Phát 9. Minh 8. Hưng quay vòng 13. Phát 9 nha, phát quay đầu liền thầy. Thở mạnh em phát đó, thở mạnh đó. Thở mũi. Hưng 13. Đưa thầy, đưa thầy như kiểu này. Về nhà xem video, tao bảo một tiếng cổ vũ.
vẹt cứ duy trì thế thôi, lại đoạt vẹt nhá. Vẹt chuẩn bị quay vòng 9 nhá. Phát 14. À đâu phát bao nhiêu? Phát 12 rồi. Thôi quay đi, quay đi, quay đi. Cả bảng mỗi mình phát nói là quay nói đâu. Phát 12. Vòng 9. Thank you.
thắng rồi, thắng nhất rồi. Chắc hơi hơn nửa tiếng thật. Việt 12, Việt 12. Phát ơi, phát 15 nào. 3 vòng nữa nhanh lên. Có ai nói là mình phát nói. Dũng không, Dũng 15, Dũng 15, Dũng 15, hát phết này, Dũng hát phết này, vâng. Lúc mình thấy là hôm nay em học thế rồi, nên nghiêm túc ở đây, rồi không nhảy hết. Nhi 14, Nhi 14. Có thưởng nữa, đợt này con đang có thưởng. Phát về đích nha, thở đi. Tiếp làm như là mệt lắm này. Cứ thở à, thở đi cho nó mệt. Làm trò vậy, nên hay làm trò vậy.
chó vậy. Dũng thả nước đi. Đấy, Dũng xếp trên các bạn còn lại đấy Dũng ạ. Dũng nào tiếp tục đấy. Minh 15. Đấy, Minh cũng bơi liền cơ mà. Đúng rồi, nó vẫn bơi được. Bơi được. Từ từ thôi, nó bơi được thôi. Nó bơi nó vẫn nhạt hơn đầu Nhi. Nhi đây. Đến nhà thầy là thưởng cho Nhi thêm một bịch bim bim nhá. Dũng về đích rồi. Đấy. Bim 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 rồi. Cả rồi, không có, không có, không có. Quá, cái này mới nước lắm. Đúng rồi, bạn này.
chụp ảnh chưa? Nó chụp chưa? Đúng không? Nhanh nhất được 30 phút, 30 phút bao nhiêu đấy là nhanh. Ok. 32 phút. Rồi ok. Thôi được rồi, về thôi. Nào có lịch công nghiệp thì gọi nhá. Rồi mình về đích nào, về đích nào. Trước mấy bạn này trừ 6 phút đấy, trừ 6 phút.